Ây! Nó không thoát hơi à? Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Cháu Lực xin chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cháu xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Đấy, hôm nay thì hai anh em lại tiếp tục là vận chuyển Pro vào đi dưới nhà mới của Sử để hoàn thiện cái phần là công trình phụ nữa. Hôm nay thì các anh em thợ là đang hoàn thiện, đang chát à? Vâng. Các anh em thợ thì vừa rồi cháu Lực chưa lên đến nơi thì đang chát. Sáng giờ thì em Sử có chở được Pro là còn mấy chuyến này thôi nhỉ? Mỗi lần đi là được bao nhiêu tấn? Để 5 tấn ạ. Không, mỗi lần từ đây đi xuống dưới này. 2 tấn ạ. Tầm 2 tấn thôi nhỉ? Vác là được 2 tấn thôi, đi. Nào, từ từ đấy. Mỗi lần hai em chỉ vác được 2 tấm đi xuống dưới các bác. Vừa rồi thì mấy anh em cũng đã vận chuyển được một ít rồi. Bây giờ thì còn lại nữa. Pro này thì cháu Lực lấy là 30 tấm. Và hôm qua thì cháu Lực có nhận được khoản của bà An Phạm. Bây giờ thì cháu Lực xin được nói qua về cái khoản bà An Phạm một chút cô bác nhé. Ngày mùng 6 tháng 12 thì cháu Lực có nhận được khoản của bà An Phạm tương đương là 800 đô, đổi ra tiền Việt là 19.296.000. Và trong đó thì 100 đô thì bà An Phạm cho cháu Lực làm kinh phí đổi xăng đi lại, còn là 50 đô thì là cho bạn Hiệu, còn là 50 đô thì mua thức ăn cho anh em thợ, còn là 400 đô thì mua một bộ bàn ghế, và 200 đô còn lại thì sẽ cho em Sử là tiền để em Sử mua thức ăn cũng như là tiền sinh hoạt tháng 12 của em Sử. Thì một tí nữa thì cháu Lực sẽ đưa cho em Sử luôn. 200 đô thì đổi ra tiền Việt là nhân 24 thì là được 4.8 triệu. Thì một tí nữa cháu Lực sẽ đưa cho em Sử luôn. Đợt này thì cháu Lực cũng sẽ không chia ra thành là 100 đô để đưa cho em Sử nữa. Và ở đây thì cháu Lực cũng đã nói với bà An Phạm rồi, cháu Lực sẽ đưa hết một lần cho em Sử luôn. Có những lần trước thì cháu Lực đưa thành lần một đấy cô bác. Mỗi lần là 50 đô hay là 100 đô thì có những lần thì gặp em Sử ở ngoài chợ, thành ra là cháu Lực không có ghi hình được. Nhưng mà đến lúc mà về trên nhà của ba ông cháu thì lúc đấy em Sử cũng đã nói lên trên kênh cho tất cả cô bác anh chị cũng như là bà An Phạm là cùng biết rồi. Tránh cái trường hợp là bà sẽ nghĩ cháu Lực là như này như nọ, hay là tất cả cô bác ở trên kênh sẽ nghĩ cháu Lực này nọ như thế này như thế kia cô bác. Đấy, bây giờ thì cháu Lực sẽ không có nói thêm nữa cô bác. Vận chuyển mấy anh em là vận chuyển Pro đi xuống dưới thôi. Hai tấm Pro thì cũng rơi đâu đó là tầm là 30 cân đúng không bác? Sáng nay thì mấy anh em trở lên đúng không bác ạ? Rất là may là đường đã khô được tầm 2 ngày rồi. Cho nên là mấy anh em mới trở được vào ấy, chứ không là chưa có trở được Pro này đi vào đâu. Con nọ Pro thì cháu Lực đã lấy cùng Si lên rồi. Rơi tầm 30 tấm mới xử nhỉ? 30 cân mới xử nhỉ? Phải làm 2 chuyến thôi các bác. Mấy em thợ thì vẫn đang ở dưới là hoàn thiện là chắc đấy các bác. Hãy để đây xong lại tiếp tục là cùng em Sử lên trên này vận chuyển là xuống để cho một tí nữa, tránh được một đoạn luôn. Thời tiết hôm nay thì khá là nắng của bác ạ, nhưng mà không còn nóng, chỉ là nắng thôi. Vẫn còn phải mặc
cho mình là thêm những áo khoác ấy. Hay sử dụng bánh giày à? Giày này anh nghĩ không, anh nhìn không nhầm là bà An Phạm gửi cho đúng không? Là chuyến đầu tiên nhất đấy. Bán được 3 tấn không? Không được đâu em ơi, vác 2 tấm, vác 2 tấm một rồi, tí anh em lại về vác tiếp. Cái phần là vận chuyển là Polo này vào thì giờ lực sẽ không có lấy thuê đâu các bác, là mấy anh em là tự vận chuyển vào luôn. Mấy đứa kia ném đá nhá. Đỗ anh một tí. Đi đây luôn nhỉ. Đây à. Thử nhá. Xin ghi gọi một tấm nữa nhỉ. Đi. Hãy vận chuyển hết xong rồi thì cháu Đức sẽ đi xuống nhà và xem là công việc của mấy anh em thợ hôm nay là làm tới đâu. Bây giờ nhìn từ xa thì thấy là mấy anh em thợ đang chắc là phần hông nhà bên này này các bác này. Đấy, bây giờ thì gần hoàn thiện rồi thì mấy anh em thợ sẽ phải là cắt bất người đi cô bác ạ, để đi đi xuống cái công trình khác của anh Vinh hay sao ấy. Thế bây giờ thì cũng khá là công việc thì cũng khá là dần là hoàn thiện rồi, cho nên là bây giờ sẽ còn cần là ít người để mà làm thôi cô bác. Ở đây thì mấy anh em thợ là tự phân công việc ra làm cô bác nhá. Cái đấy thì điều đấy thì cháu Lực không có biết được mấy anh em thợ. Chỉ cần là mấy anh em thợ hoàn thiện cho cháu Lực xong mọi cái là được. Như là cái ngôi nhà của ba ông cháu thì cháu Lực trong thời gian qua thì mấy anh em thợ làm mà rất là nhanh cô bác ạ. Chỉ trong độ tầm gần một tháng là hầu như là xong độ tầm 90% rồi. Vậy còn là như là nếu mà mấy anh em thợ mà bảo cháu Lực rằng là ngôi nhà này mà không có mưa cô bác, thời tiết mà cứ ủng hộ từ lúc đo ban đầu, lúc mới nào móng lên ấy, thì độ tầm 15 ngày. Các em thợ chỉ làm từ 15 ngày thôi là hoàn thiện ngôi nhà này. Hải đi học chưa về đó à? Đi được không? Thôi đi vào đi. Nhưng mà để chỗ này là cẩn thận nhá. Chỉ để ý xe nhá.
Phần là cái công trình phụ thì cháu Lực cũng đã nói từ rất là lâu rồi. Phần này thì cháu Lực sẽ lắp bằng tấm pro đấy các bác. Tấm pro thì nhìn vào công trình phụ thì nó sẽ trông được mát hơn. Ông này đi đâu rồi sư? Trăng Châu ạ. Đây. Trăng Châu à? Trăng Châu từ đâu ấy? Cho từng dưới kia. Thời tiết là nắng khá là đẹp cô bác này. Cái thời tiết này mà vừa mới độ nắng ấy. Thành ra là cái lúc mà mình tắm rửa không 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 cẩn thận là bị cảm từ dưới đấy luôn. Như thời gian mấy hôm nay thì hình như là bị cảm một chút rồi cô bác. Người nó khó chịu. Sợi có ốm đau gì không? Có bị cảm gì không? Không ạ. Nó mà bị cảm như nào thì bảo anh nhá. Vâng. Anh lấy thuốc cho nhá. Vâng. Ở dưới nhà anh thì các bác gửi cho anh thuốc rất là nhiều. Vâng. Hôm nay có hai người thôi à, thanh niên? Mấy anh kia là bận công việc gì hay là đi vào công trình khác rồi? Đây một số anh thì đi đám cưới, còn một số anh thì đã phải di chuyển ra đi công trình khác rồi cô bác. Cái này thì khi mà cháu được chia sẻ lên thì rất là mong cô bác anh chị sẽ thông cảm cho mấy anh em thợ của bác nhé. Bây giờ là vần dần vào hoàn thiện rồi cho nên là không cần phải nhiều người nữa. Các anh em thợ chia bớt người ra để làm. Đây cái phần là đổ bạt sân kia các bác nhá, sẽ là cái chi phí mà phát sinh thêm. Tại vì trước khi mà làm hợp đồng ấy thì mấy anh em là không nói đến cái khoản đấy các bác nhá. Nếu mà bây giờ phát sinh thêm một chút nữa. Đến lúc mà mấy anh em hoàn thiện xong thì mấy anh em sẽ đi vào làm cho lúc sau. Hôm qua hôm kia thì cùng em sửa đi vào hỏi cái chú mà nguồn nước ấy thì chú chưa ở thành ra là không có anh mấy em không có hỏi được, nhưng mà xem một tí mà mấy anh em sẽ lại đi tiếp tục là đi hỏi anh em ạ, hỏi sau cô bác ạ. Làm kéo chú ơi. Vâng. Chính. Mong là thời tiết nó mà nắng độ như này tầm một tuần nữa thì cháu Đức sẽ tiến hành là đi vào sơn luôn các bác. Màu sơn mọi cái thì cháu Đức cũng đã chọn rồi. Ở đây cái phần khoản sơn này thì bây giờ cháu Đức xin được nói qua một chút là có bác nào gửi cho cháu Đức cô bác nhé. Mọi cháu Đức cũng đã cho em sửa là xem cái màu sơn rồi. Bây giờ cho em xem lại thêm một lần nữa cái màu sơn về cái ngôi nhà của mình. Ôi, cái này nhá, cẩn thận nhá. Anh sẽ lấy màu số 7 hay màu số 8 nhá. Vâng. Màu số 7 thì anh sơn ở trong nhà cho nó sáng cái ngôi nhà của đi. Vâng. Màu này người ta gọi là cái màu trắng sứa nhá, nó không trắng như tờ giấy đâu nhá. Vâng. Còn là cái màu nó hơi sạm sạm đen đen một chút này thì màu này mình sẽ sơn ở ngôi nhà. Vâng. Sơn ở đây thì nó vừa là đẹp ngôi nhà và nó vừa là cái phần là chống thấm cho ngôi nhà nữa, cho nước nữa nhá. Vâng. Đấy. Ở đây thì sơn thì cháu Lực cũng đã lựa chọn là mấy anh em đội thợ nào vào làm rồi. Và cái phần khoản sơn này thì cũng được là phần sơn này thì các bác là gửi tiền cho ra là riêng của bác nhá, chứ không phải là trích từ cái tiền mà từ tiền làm nhà đâu. Tiền làm nhà thì hiện tại là bạn Trình cũng đã chuyển cho cháu Lực tổng và tất cả mà cháu Lực nhận được tiền vật liệu là 45 cộng với 10 là gọi cháu Lực cũng nói một lần rồi nhưng mà phải xem lại tin nhắn thì mới nhớ được. Đấy, còn cái phần tiền mà cháu Lực mua vật liệu chuyển từ chỗ bạn Trình vào là 55 triệu 400 là 45 ngàn. Còn thêm với cái khoản là 15 triệu mà bạn Trình nhờ cháu Lực đưa cho mấy anh em thợ. Thế thì khoản này cháu Lực chưa có gộp vào đây các bác nhé. Hiện tại thì phần trả tiền công anh em thợ là bạn Trình sẽ lo. Và cháu Lực trong chút quá trình mà làm ấy, cháu Lực thiếu quý bao nhiêu thì cháu Lực sẽ bảo với bạn Trình. Và bạn Trình sẽ gửi tiền cho cháu Lực. Gửi ở đây là gửi qua hình thức là qua tài khoản.
tài khoản của bác. Còn nếu mà hôm nào anh em mà gửi tiền mặt thì anh em sẽ ghi hình lại. Đây, ở đây thì tiền sơn của nhà em Sử thì là có 5 bác các bác nhé. Có thứ nhất là có bác Kim Hoàng là 3.100.000. Thứ hai thì có bác có chị Trần Đố Giáng Mi là 2.500.000. Thứ ba thì có hai chị là Nguyệt Thúy ở bên đây cho Lực xin nói lại, Lực chưa nói quê các bác. Ở đây thì thứ nhất là có bác Kim Hoàng ở Mỹ là 3.100.000. Và thứ hai thì có chị là Trần Đố Giáng Mi Hồng Kông là 2.500.000. Và thứ ba thì có hai chị Nguyệt Thúy ở bên Mỹ là 2.000.000. Và thứ tư thì có bà Vương Kim Thanh cũng là ở Mỹ là 4.800.000 là 24.000. Thứ năm thì có bà là Sang Dan Oliva là 4.824.000. Và thứ sáu thì có bà Mary Vương là gửi 2.412.000. Và thứ năm thì có bà Đàm Thị Thảo là 1.206.000. Và ở đây cái khoản sơn mà cháu Lực nhận được, cháu Lực cũng đã hỏi giá sơn là mấy anh em trong đội thợ sơn sơn cái nhà này là bà lấy bao nhiêu rồi. Tất cả mà cháu Lực nhận được là 20.866.000 các bác. Cái khoản này thì nếu mà mấy nữa còn dư ra thì cháu Lực sẽ bảo với lại các bác với lại các bà sau, thì đến lúc đấy thì các bà bảo với cháu Lực là mua gì hay là chi vào những khoản gì thì cháu Lực sẽ tiếp tục chi vào các bác nhé. Cái khoản này thì cháu Lực không có trích từ khoản mà cháu Lực nhận tiền quý làm nhà ra các bác nhé, khoản này ấy. Hôm nào thì mấy anh em đội thợ sẽ đi vào mà sơn. Bây giờ thì hôm nọ thì mấy anh em đội thợ cũng đã vào và xem rồi các bác. Nhưng mà mấy anh em đội thợ bảo là để nắng tầm độ 4-5 hôm cho nó khô hết tường thì mới dám sơn được. Bây giờ thì chưa có dám sơn được. Bây giờ thì cháu Lực cũng sẽ gửi cho em Sử là 200 đô. Vừa rồi thì cháu Lực cũng đã nói qua rồi. Một triệu nhé. Vâng. Hai triệu nhé. Vâng. Ba triệu nhé. Vâng. Một, hai, ba là 4.800.000 nhé. Vâng. Còn là 1.200.000 lẽ còn hơi tức là một. Ừ. Vâng. Ừ. Đấy. Là đủ 4.800.000 chưa? Đủ ạ. Đủ đúng không? Vâng. Thế thì buổi sáng thì có thể là đưa Hải là 200.000 nhé. Vâng. Xong là để là em làm tiền một thức ăn. Sau này thì đến lúc mà nhà làm xong ấy, lúc mà nhà làm xong thì mình có thể là mua một chút là bát đũa các kiểu nhá. Vâng. Thì các kiểu thôi nhá. Hay ấy đi nhờ. Vâng. Còn bạn Hiệu là 50 đô là đổi ra là được 1.200.000. Còn đây là Hiệu nhá. Đấy, Hiệu thì hiện tại là đang cầm máy quay của bác nhá. Còn bà thì gửi cho Lực là cũng là 100 đô, là gửi cho Lực là 100 đô. Còn khoản mấy anh em thợ đúng không bác? Mấy anh em thợ thì mấy nữa là để cho Lực sẽ mua ngan hoặc cái mua thức ăn cho mấy anh em thợ nữa. Mấy nữa còn khoản là 400 đô các bác. Bây giờ thì hiện tại là còn khoản 400 đô là rơi vào 9.600.000 các bác. Thì mấy nữa cho Lực sẽ đi mua một bộ bàn ghế. Mấy nữa thì mình đi mua một bộ ghế nhá. Vâng. Đi xuống huyện đấy. Vâng. Anh em mình đi lựa nhá. Vâng. Đấy, xem là Sử thích nào. Ở đây thì Sử chưa được nhìn những cái bộ ghế sofa bao giờ cho nên là bây giờ bà đi mua bộ nào cho em thì em cũng ưng cả cô bác, em không có chê bộ nào cả, nhưng mà cháu Lực muốn là cho em Sử là đi tận nơi để nên mà lựa chọn luôn. Đấy, bây giờ thì anh em mình gửi một lời cảm ơn tới bà An Phạm nhé. Vâng. Bây giờ thì em gửi một lời cảm ơn tới bà An Phạm nhé. Vâng. Bà An Phạm thì em nghe rất là quen rồi đúng không? Vâng. Quang cảm ơn bà An Phạm đã gửi tiền một thứ ăn cho ba ông cháu. Quang tiền mua bàn ghế nữa. Mua bàn ghế cứ nói tiếp bàn ghế là đi. Gửi tiền mua bàn ghế nữa. Quang chúc bà thầy nhiều sức khỏe, luôn thành công trong cuộc sống.
Và cháu Lực cũng xin gửi một lời cảm ơn tới bà An Phạm cũng như là thay mặt anh em đội thợ luôn và thay mặt bạn Hiệu luôn. Chúc bà là thật nhiều sức khỏe, luôn luôn thành công trong cuộc sống. Trong thời gian qua thì bà hàng tháng bà đều gửi cho em sửa hết, lần nào thì cháu Lực cũng đã trao cho em sửa. Ở đây thì có một lần là anh em mình đi chợ là anh ở đấy là hôm đấy là anh không có quay được video đúng không? Vâng. À, em bảo là lấy tiền mua thức ăn ấy, thì cháu Lực cũng đã gửi cho em sửa, thì em cũng đã nói ở trên kênh rồi. Thì rất là mong bà sẽ thông cảm cho cháu Lực ở cái khoản này. Và có một số bác nữa. Bây giờ thì hiện tại thì cháu Lực em nói đi, cháu Lực sẽ nói về hết luôn nhá. Vâng. Xem là có cho sử với lại tất cả các bác nắm là có xem là có bác nào gửi để mua đồ đặc là cho sử của bác nhá. Ở đây thì có hai chị là Nguyệt Thúy có gửi cho cháu Lực là 10.047.000 và bảo cháu Lực là mua quần áo cho ba ông cháu và mua mấy à cái này là của nhà em Hải rồi, có ảnh là của em Sử rồi, cho nên là cháu Lực sẽ không có nói thêm. À đây là có của nhà của em Quân rồi các bác, thì cháu Lực sẽ không có nói thêm. Ở đây thì có bác Cindy Lê là gửi 13 triệu mua là hai cái giường và hai cái nệm, hai cái gối và hai cái ga, có nghĩa là trong cái phòng thì sẽ sắm là giường với lại ga là đủ hết nhá. Vâng. Hai giường thì được bác Cindy Lê là bác mua cho nhá. Vâng. Và là bà Vương Kim Thanh là mua một cái tivi này, một cái tủ cho em Hải sử này. Vâng. Đấy, và bà An Phạm là mua một bộ bàn ghế này. Vâng. Đấy. Ở đây thì các bà, các bác là gửi ra cho cháu Lực là dư một chút cô bác nhé. Cô bác ạ, để đến lúc mà cháu Lực thuê người vận chuyển từ dưới huyện lên trên nhà của ba ông cháu đấy. Phải nói là từ dưới huyện lên thì rất là xa, cho nên là tiền cước thì cho điện lại cháu Lực không biết là bao nhiêu cả. Đấy, và hiện tại thì như vậy thì sắm sửa là cũng đã gần đủ đúng không? Vâng. Mua bộ bàn ghế này, mua giường, mua tủ này, mua tivi này. Vâng. Đó. Ôi dạ, hôm nay quên là chở cái bồn nhà vệ sinh với lại bồn kia lên rồi. Bây giờ anh em mình đi xuống xem anh em thợ làm cái gì đấy nhỉ? Vâng. Ôi dạ, khá là lạnh đi nhỉ? Vâng. Ôi xa. Vẫn đây cần tỏ ảo mà chị, ảo ta lao mà chứ. Vâng. Cháu chào chú nhá. Vâng. À. Đây là cắt chát là trộn đây luôn hả chú? Không có chỗ trộn nhờ, chỗ trộn đấy. Vâng. Hôm nay là ngày mai anh em mình lại phải vận chuyển cắt ra một tí để sửa. Vâng. Thì mấy nữa anh em mình đổ sân sau. Vâng. Cái phần là sân này thì là cái phần mà chi phí mà phát sinh ở ngoài thêm nhá. Vâng. Chứ không phải là chi phí cùng mấy anh em đội thợ đâu. Ở trong nhà thì hiện tại là trong này là nó có một chú cắt, một chút là cắt như các bác nhá. Ngôi nhà thì nó không có dính một chút là xi măng nó chết được cả này cả. Máy nữa mình chỉ lau qua, quét qua là lâu là nó sạch sẽ rồi. Còn bây giờ mấy anh em thợ là cũng chắc xong hết cái phần viền cửa sổ này thôi. Thì ngày mai cháu Lực cũng đã hẹn là anh em cơ khí người ta về là đo cho cháu Lực rồi. Ngày mai thì anh em cơ khí là sẽ vào đây đo cửa nhá. Vâng. Đo cửa mọi cái ở đây thì các anh, chỗ bên đây thì các anh chưa chắt này. Vâng. Sẽ bảo là các anh là chắt trước đi để ngày mai anh em thợ đổ. Thế còn phần bên này thì hôm nọ sử là đã biết anh cắt đi một chút chưa ở bên này ấy? Có. Có rồi à? Vâng. Hôm nọ là anh có cắt đi là độ tầm 20 phân rồi đấy. Vâng. Như này thì bây giờ nó rộng thêm rồi đúng không? Vâng. Hôm nọ thì anh cũng nghe những cái ý kiến bình luận ở trên kênh nói ấy, bảo là cho anh cắt đi một chút. Còn Sử thì bây giờ đã biết là bàn nấu ăn ở đâu chưa? Bàn nấu ăn này, bàn để mình đổi để bếp ga ấy. Đây ạ. Thì đây đúng không? Vâng. Đây thì cái bàn bếp ga thì anh sẽ để ở góc bên này nhá. Vâng. Còn chỗ này là anh sẽ để là bàn rửa bát đây nhá. Vâng.
Đấy, rửa bát luôn, mình nấu ăn đi rửa bát luôn. Sau này thì làm thêm ấy được thì thêm cái tủ ở trên này. Xem là phần kinh phí mà ba ông cháu còn dư ra thì sẽ làm cho em sửa một cái tủ ở trên này để em ấy một quần áo. Thế có khi là ở đây thì cháu Lực đã để ô thoáng lên rất là nhiều rồi. Ở đây thì hiện tại là các anh đã chắt xong hết rồi cô bác nhá. Chắt rồi thì các anh chưa có đi vào mà đổ vào nền thôi. Nhà vệ sinh thì bây giờ làm xong mọi cái như này thì khá là rộng rãi cô bác. Ở đây thì còn chừa ra độ tầm là hơn 1 mét cô bác. Để mà có thể mình đựng đồ. Ở đây thì mình có thể là đựng đồ từ đây. Để đồ từ đây lên có thể là để một hai cái bao gạo hay là hai bao gì đó ở đây. Mau bỏ ông ấn nữa ông nào lao vào ấn à tôi vẫn là nó tay từ tôi là nó xin bốn mươi sáu rồi mày à tôi vẫn là nó tay mà đấy là xi lan à và sơn à. chưa đủ à chú cái này đây bây giờ trộn ra bên này thôi chú ơi trộn ra bên này thôi chứ. Một cái xẻng đâu chú nhỉ? Một cái ở trong nhà. À, cái sửa bên kia đảo chứ. Anh ở bên đây đảo đâu. Ừ. Chú là đi lấy nước, nó nhanh. Này, nhìn thấy cái cục đá nào hay là cái giấy nào thì nhặt ra nhá. Vâng. Cái đảo tầm độ mấy lần thì được chú? Hai lần là được. Hai lần được à? Xử lý từng đi đảo hứa này bao giờ chưa? Chưa. Chưa. Vâng. Cái chỉ đi bóc xi rồi chưa? Vâng. Em mở mười. Đảo hai lần xong là tí mình chọn cho nước vào. Đảo lại nữa. Nó ngấm. Vâng. Cho tí. Ít nữa đảo ít một hả? Vâng. Không ăn xi nó cứng nhanh ấy. Rồi. Từ mở số dây ra sửa đây. Đấy. Đừng có mở trên em ơi. Bên trên thiếu ảnh chứ. Bên dưới này chú không ạ? Vâng. Đấy rồi, bây giờ để đây cho nó ngấm một tí đi. Rồi, thanh niên. Hôm nay có hai bố con lên rồi à? Ôi, quay liệu hai bố con có chắt được xong chỗ kia không? Chắt xong. Đến tối ấy. Chắc bực trên là xong. Bực trên là xong đúng không?
Sửa cho anh em mượn mic một tí, anh đi ra bên này xem nào. Bực trên là xong, mình dưới là chưa xong đúng không chú? Bực dưới chưa xong được. Dưới này bực lên, bực trên này mình tí làm phát nữa xong rồi. Vâng. Chắc là trên này, dưới này cũng làm được một tí. Vâng. Mai để mai làm, dưới. Hai hôm nay nắng đẹp chú nhỉ, hai hôm nay á. Sáng hôm nay như kiểu sắp mưa rồi. Ừ. Chú này sắp vỡ đời, vỡ đê rồi em ơi. Anh em lên trên này thì chỉ phụ giúp được các anh việc gì thì cháu Lực với em Sử là sẽ phụ giúp các bác ạ. Đây, đây. Anh em mình ra xem các anh thợ chát bên này một tí đi sửa. Ở đây thì hôm nọ là cháu Lực cũng công ông là xếp về cô bác này. Ở dưới cái phần chân kia cô bác nhá. Rồi cái phần chân nó thì đợt mà vừa mới đào, anh em vừa đào đã vừa khanh đá ra xếp rồi. Hay ở đây thì cháu Lực cũng phải công nhận được rằng là bà con ở dân tộc Mông ở trên này cô bác có một cái gọi là cái kỹ thuật mà xếp đá mà không hề dùng đến xi, phải nói là rất là chắc cô bác ạ. Như nhà trên kia kìa, mấy nhà trên kia mà xếp là hình như là không dùng đến xi đúng không Sử? Không dùng đâu ạ. Đấy, dùng toàn dùng đất để mà chèn vào thôi. Đấy. Cái phần là khoảng sân này thì nếu mà sau này mà mấy anh em mà đi mót được thêm đá này về để đào ra thì phải nói là rất là rộng của bác ạ, khoảng sân này ấy. Hôm nọ chỉ đến đây thôi, còn là cái phần đất cứng của nó là đến đây, đến tận đây của bác nhá. Phần đất cứng của nó đến tận đây, còn là đi từ đây đi xuống kia là đất mượn thôi. Sau này có thể là trồng một hai cây ăn quả thế này cũng được này. Vâng. Hôm nay hai bố con này chắc chỉ hoàn thiện được trên cái phần là trên này các bác. Đấy ở phần dưới chân tường của bác nhá thì các anh thợ cũng là tận dụng lại là những cái tấm vỏ bao xi măng này để mà lót dưới, xong là tránh cái trường hợp mà nó những cái phần xi mà chắc nó bị rớt xuống thì ra là nó rất là lãng phí. Đấy, đi làm mà nhìn các anh em thợ mà hộ mình mà tiết kiệm cái phần vật liệu hay là không, đây không phải là tiết kiệm của bác mà là chú ý ấy, mà Sơn Lực phải dùng cái câu để chú ý giúp mà cho Sử chát này chỉ có biết chát không? Không ạ. Không chát được đâu nhỉ? Vâng. Chát là nó không ăn đấy nhỉ? Vâng. Thế còn là ngày công việc của ngày mai thì mấy anh em sẽ là vận chuyển. Ở đây thì cháu Lực sẽ cùng em Sử là khanh gỗ của bác này, gỗ cây ngang kia. Hiện tại thì nó cũng đã khô là gần hết rồi, mang để đặt lên trên xong là mình đóng pro. Vâng. Đây thì chắc là phải đi mua thêm đinh để vào. Vâng. Ây à, kia có mấy bạn nhỏ nào á? Con ở trên kia đúng không? Vâng. Ăn kẹo không? Hả? Kẹo không? Thanh niên lớn kìa.
Chạy à? Nhìn cái là chạy luôn à? Thấy cháu Lực cầm máy quay thì mới chạy cô bác nhá. Nếu mà không cầm máy quay thì à, về rồi. Thanh niên, Thắng, Thành, Thành, Thành nó thang không? Nó thang không? Chạy luôn à? Phần là cắt chắt này là cũng sắp hết đấy nhở, nhưng mà sắp hết là cũng xong cái ngôi nhà rồi. Sử khơi, khơi chỗ kia đi Sử ơi, đấy nó chảy ra đây rồi, khơi chỗ kia một tí. Này thì hôm nào mà xong mọi cái thì anh em mình phải dọn những cây này này Sử ạ. Mình xếp ra đây này. Hay mình chặt cho nó nhỏ lại, mình xếp, mình cắt cho nó nhỏ lại, mình xếp ra đây này. Thì mình sẽ tận dụng, vừa tận dụng lại để làm củi luôn được. Ở đây là dây thép này. Thép bị trôi đây này. Này dây thép phải để xuống kia nhá, cẩn thận là đi qua là bị vấp là ngã luôn đấy. Anh em mình đã xem cái cây trống này xem là có bị làm sao không thì mới biết là cưa cây mới. Đấy, cây lúc mà cây sang ngang này cô bác này, anh Vinh cưa cho cháu Lực xong mọi cái rồi thì vẫn dùng để bào qua rất là mịn màng nhá. Này bà con ở trên này là toàn làm bằng cái gỗ này là nhiều Sử để cái ngôi nhà ấy. Vâng. Cái nhà cũ của Sử thì trước là làm cái nhà này là nhiều đúng không? Vâng. Toàn cái gỗ này đấy. Toàn cái gỗ này đúng không? Vâng. Cái gỗ này nó có bị hay bị mọt không? Không ạ. Không bị mọt à? Vâng. Anh thấy nhà chú của Sử làm nguyên một cái ngôi nhà bằng cái này này. Sử à, đi bên kia đi. Kéo nha. Anh gấp nó đi. Đừng để nó dính nước nha. Phủi phủi hết à, cắt nó đi đi. Ô, dính nhô rồi, dính nhô rồi. Đấy, phủi cắt đi. Lật mặt bên này nha. Được chưa? Từ nhạc nó đang rồi rồi này. Ra bên này, ra bên này tí đi, ra bên này đi. Xuống đây. Đấy, đây đi xuống đi. Ôi giời. Lại đặt xuống nó không có gió. Sử gấp ra đầu này ra nhá. Dạ. Ai
Nó không thoát hơi à? Rồi nó mới thoát hơi được. Rồi, lấy cái dây, có dây buộc không? Em đi tìm cái dây đi. Lấy cái dây để buộc lại xong mà để vào lán của anh em thợ kia nhá. Thế là mấy nữa mình lại tận dụng được để làm mình để làm cái gì ấy. À đây Sứ ơi. Có cát được không? Dây điện này này. Đây có cái dây này. Đây. Ôi căng gọi đây, như này được. Buộc này là được mà. Em để vào trong lán đi nhá. Vâng. Bây giờ anh em mình đi ra vận chuyển là mấy cái tấm tôn kia bên này nhá. Vâng. Không là là sợ là quay xuống xe của hắn, xe của người ta mà mất phanh là đâm vào mấy cái tấm pro này thì cũng mệt người rồi. Đi lầu, con thang, con thang nào, hả, hay, sợ, đấy mình để ra bên này đi, không à, lúc mà sợ là chú lai đồ ấy, Sứ, vâng. Sợ chú lai đồ qua là sẽ mất phanh như nào đâm vào đây. Kìa chưa? Ai có một tấm nữa. Nó thang. Nó thang không? Thành. Cho nó về đây là nói như nào Sứ? À. Cho về đây nói như nào? Thành. Hả? Tôi là nàng. Thành. Tôi là nàng. Này. Bọn nó thang nè. Nó thang hả? Thành. Đây đây, chú cho kẹo này. Đây. Cái nào thằng nào tổn án mất cái nào nè. Này. Chú cho này. Nhưng mà sao gọi không ra đấy hả? Hả? Xin đi. Không cảm ơn. Cảm ơn chú. Rồi, đã hết đi. Ôi, đây là thuốc mà. Đốt túi quần này. Đốt túi quần đi. Để vào túi quần đi. Chạy đi về xem là có chia em không. À có cả em này, có hai anh em của bác ạ. Sáng nay là Sử là đếm đủ đúng không? Vâng. Cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi cô bác ạ. Ngày mai thì anh em sẽ tiến hành là lập cái phần công trình phụ để cho công trình phụ xong hết mọi cái cô bác. Cái thước phim này cũng khá dài rồi, chúng tôi cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác ạ. Và xin cảm ơn tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị trong thời gian qua đã luôn luôn đồng hành cùng bản em. Cô bác anh chị mà có theo dõi được những thước phim mà chúng tôi đăng tải lên thì cho chúng tôi xin nút like và một lượt chia sẻ, cạnh thêm một lượt đăng ký kênh nữa để giúp cho kênh chúng tôi ngày một phát triển hơn.
và đi giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh ở trên vùng cao này cô bác. Còn bây giờ thì Cháu Lực xin chào tạm biệt quý ông bà, cô chú anh chị. Hẹn quý ông bà, cô chú anh chị ở chương sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác. Cháu xin chào tạm biệt quý ông bà, cô chú anh chị.